mày chạy xíu nữa mày đụng người ta rồi đó. Chứ trước là tao là cầm tin là con ma tốc độ. Chứ tao kín vô cái mỏ mày quá rồi. Trời ơi, đuôi hả ông nội? Mày bẻ đuôi á? Trời ơi, trời ơi, tao không sao mày à. Trời ơi, trời. Ê, cái thằng kia, chạy kiểu gì vậy? Chị, cho em xin lỗi nha, bạn em nó không thấy đường. Chưa có đụng mà làm âm sầm trời đất. Mày chạy xíu nữa mày đụng người ta rồi đó. Có tiền đền không? Xin lỗi mày, giờ kiếp trước là tao là coi bằng là cầm tin là con ma tốc độ. Tay lái lụa là số 1 Việt Nam. Chứ tao kinh vô cái nhỏ luôn quá. Tết tới nơi không định mang tiền về cho mẹ mày hả? Định mang tiền về cho bà hả? Giỡn xíu thôi. Chứ tao lái thì cũng đỉnh cao lắm. An tâm đi. An tâm cái gì mà an tâm? Tập trung lái đi. Giỡn thôi. Ủa? Rồi tới đây rồi đi đường nào nữa? Sao mày nói mày biết đường mà? Hỏi tao tao biết hỏi ai? Chuyện chắc tao muốn mày ơi. Mày coi đang chạy ngon ơ vậy đó, có mẹ kia mày sọc dưa ngang cái tao quên mẹ luôn rồi. Thôi cầm 4G ra dò đường đi, còn nó sàng sàng nữa. Quên. Trời, điện thoại xịn dữ ha. Cũng nhẹ nhàng có 40 củ chứ nhiêu. Thồ. Rồi mày chỉa cái 40 củ mày ra đường vậy đi. Rồi chúng nó giật á, rồi lúc đó khóc. Cảm ơn mày, cũng nhờ mày nói mà nó bị á. Thôi đi. Xuống đây. Xuống gì? Chưa tới nhà tao mà. Trời ơi, xuống mua giùm chai nước ông nội. Đường từ đây tới nhà mày còn xa lắm. Thôi. Giữ giùm nó đi. Xíu ra liền. Trời ơi, bánh mẹ chiếc xe tôi luôn rồi. Đuôi hả ông nội? Mày bị đuôi á? Đuôi đuôi nhà mày hả? Sao đậu xe ngay ngang vậy? Tôi đậu xe ở đây gọn gàng một cái một luôn. Chứ không phải mà đậu giữa đường đâu mà ông nói ngay ngang. Kiếm chuyện đúng không? Rồi đâu có kiếm chuyện chứ sao? Xe mà làm chạy xe của tao thì mày phải bồi thường. Bồi thường? Có chuyện gì vô lý thì ông nội? Ông đụng xe tôi, ông đền tôi thôi chứ bắt gì tôi đền ông. Hả? Kiếm chuyện đúng không? Ôi ngồi mà. Chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh đi. Tết nhất tới nơi rồi đừng có lớn tiếng với nhau. Lớn tiếng gì? Đó chị coi đi nè, xe em đậu gọn gàng như vậy, ông biết đâm vô một cái gầm một cái banh xe luôn. Xong còn bắt em đền nữa là sao? Cho mày muốn sao? Thôi. Muốn sao là muốn sao? Bồi thường. Mày muốn sao tao chịu. Trời ơi, chánh vô chẳng xấu mặt nào. Đôi coi với lại người này làm gì? Anh thông cảm cho bạn em, nó mới tập chạy xe á, nó chưa có gành lực này nọ. Có gì anh bỏ qua nha, nha, bình tĩnh nha. Hên cho tụi mày á. Rồi thôi, hết chuyện rồi, tôi đi trước đó nha. Ê bà chị. Gì vậy? Bà định móc túi của con bạn tôi rồi bỏ đi hả? Bà với ông đó là thông đồng đúng không? À, thì ra là bà với lại cái thằng hồi nãy là dàn cảnh là móc điện thoại tôi đúng không? Trời ơi, cái điện thoại gì tôi có biết gì đâu. Ê. Trời ơi, sao lại khóa cửa nữa? Bà chạy đi đâu? Bà trả điện thoại lại cho tôi. Còn lâu mới trả. Mày dám đụng nhan của tao. Ơi, có sao không anh? Tôi đang tập bánh mấy cái lon mà dính tay anh là có sao không? Không, tôi không sao. Xin lỗi hai anh chị, tha lỗi cho em đi mà. Hồi nãy mày gái lắm mà, sao giờ mày ngoan vậy? Hả? Nhìn mày hèn hạ như vậy, xài đồ xịn làm gì? Để đó cho tao, còn gì nữa móc ra. Dạ. Em... Móc ra. Móc ra. Chạy to hết đạn rồi. Thank you.
nữa không? Ê, đi. Điện thoại mày nè. Cảm ơn mày nha. Trời, không thôi mất mẹ cái điện thoại pha ke của tao. Pha ke là sao? Sao mày nói 40 củ gì mà? Thì tao nổ cho sướng miệng tao thôi, chứ tao làm gì có tiền mà tao mua ba cái điện thoại xịn đó. Đây nè. Đây nè, lại ba nè. Xíu nữa là cả đám đi về cái điện thoại pha ke của ba đó. Ủa, điện thoại pha ke không phải là tiền hay gì? À mà nhắc mới nhớ, sao mày biết mà nó bấm móc cái điện thoại của tao vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái điện thoại gì, tôi có biết gì đâu. Ai? Thầy giáo mà, cái gì mà tao không biết. Về lấy xe. Oh my God.